lời Bác dạy. Nhờ chỉnh huấn mà cán bộ ngoài đảng hiểu đảng, gần đảng, tin đảng hơn trước. Cán bộ trong đảng thì hiểu rõ hơn nhiệm vụ đối với cán bộ ngoài đảng là phải kính trọng, gần gũi giúp đỡ, đồng thời học hỏi cán bộ ngoài đảng. Do đó mà cán bộ trong đảng và ngoài đảng phải đoàn kết hơn trước, đó là một tiến bộ. Nhờ chỉnh huấn mọi người hiểu muốn làm người cán bộ hoàn toàn, thì cán bộ chuyên môn phải hiểu chính trị, cán bộ chính trị phải hiểu chuyên môn. Nếu chỉ hiểu một bên là cán bộ què, đó là một tiến bộ. Mọi người đều biết rõ ai là bạn, ai là thù trên thế giới, trong nước và trong mình. Muốn đánh thắng chủ nghĩa đế quốc là kẻ thù trên thế giới. Muốn đánh thắng thực dân và phong kiến địa chủ là kẻ thù trong nước, thì trước hết phải đánh thắng lòng tà là kẻ thù trong mình. Phải chính tâm tu thân mới có thể trị quốc bình thiên hạ. Đó là một tiến bộ. Mọi người nhận rõ lợi ích chung của dân tộc phát triển và củng cố thì lợi ích riêng của cá nhân mới có thể phát triển và củng cố. Cho nên, lợi ích cá nhân ắt phải phục tùng lợi ích của dân tộc, chứ quyết không thể đặt lợi ích cá nhân trên lợi ích dân tộc. Đó là một tiến bộ. Mọi người nhận rõ lập trường phải vững chắc, phải đứng hẳn về phe lao động, phe công nông, phe tương lai, phe tiến bộ. Không thể có lập trường thứ ba. Tư tưởng phải đúng đắn, tức là phải chống tư tưởng phong kiến địa chủ và những tư tưởng trái với cách mạng, trái với tiến bộ của xã hội. Do đó mà phải kiên quyết ủng hộ cuộc phát động quần chúng thực hiện chính sách ruộng đất để đẩy mạnh kháng chiến chống đế quốc, chống phong kiến đến thắng lợi. Đó là một tiến bộ. Nhưng phải biết tiến bộ ấy chỉ là bước đầu tiên trên tiền đồ muôn dặm, phải tiếp tục đẩy nó lên mãi. Xã hội phát triển không ngừng, tiến bộ cũng phải không ngừng. Nếu hôm nay ngừng tiến bộ, tức là ngày mai thoái bộ. Muốn tiến bộ mãi thì phải học tập. Học trong sách báo, học trong công tác, học với anh em, học hỏi quần chúng. Học tập để phát triển ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm. Muốn đạt mục đích ấy thì phải thực hiện dân chủ tự phê bình từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, ở các cơ quan và ở trước quần chúng. Cán bộ lãnh đạo cần phải làm gương mẫu thực hiện dân chủ, phê và tự phê bình. Các cán bộ, bất kỳ cấp nào, cao hay thấp, có quyền và nghĩa vụ đòi hỏi thực hiện dân chủ. Chi bộ và công đoàn phải phụ trách tổ chức và hướng dẫn học tập thực hiện dân chủ phê bình, tự phê bình, giúp đỡ cho mọi người tiến bộ.